Mùa dịch này cần phải chuẩn bị những gì ta? Cao sao vàng, mì tôm Miliket, nước ngọt Dương Dương, lương khô hai bịch. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một con bàn phím vô cùng thú vị đến từ thương hiệu ERA của Việt Nam. Cụ thể hơn đó là EK387 phiên bản Pro, cực kỳ là xịn sò. Còn chờ đợi gì nữa? Và để giới thiệu một chút về hãng ERA này thì đây là một thương hiệu của Việt Nam và cũng có một cái group khá là thú vị ở trên Facebook, hình như tên đâu đó là Em Đang Ra. Hay thật sự. Thì về các sản phẩm của cái hãng này thì họ quanh quẩn đâu đó là nguồn cây cũng như là gear. Cụ thể hơn thì cái thị trường bàn phím của họ cũng rất là mạnh mẽ. Và mình cũng biết được là họ đã đi vào làm switch quang học, rồi squeaker, rồi bàn phím chống nước vân vân và mây mây, rất là phổ biến và thịnh hành ở trên các quán net. Và đồng thời với đó thì năm 2019 vừa rồi thực sự là một năm rất thành công với hãng ERA. Sao lại như vậy? Họ có được ghế gaming Hercules, nói bình dân hơn là Hedwig, tức là một vị anh hùng thần thoại thời Hy Lạp. Và một cái cây nữa mà mình cực kỳ thích luôn, đó là cây Da Vinci. Thì cái ông Da Vinci này cũng là một ông thời kỳ phục hưng. Hay thật sự, sao mà lắm thế không biết. Thì vừa rồi đó là những cái sự thành công của họ trong năm 2019. Và đồng thời với đó, đó là một cái bàn phím giá cực kỳ rẻ vào hồi năm ngoái là 500-600 nghìn là EK387. Còn đây chính là phiên bản hậu nhiệm của nó, đó là một cái bản Pro xịn sò hơn và đẹp hơn. Giá của con này rơi vào đâu đó là 1 triệu đồng. Thì đồng thời với đó có rất là nhiều ưu điểm nhưng mà vẫn có một cái nhược điểm mà mình không chấp nhận được, đó là trang web của họ vẫn chưa được hoàn thành cho nên một số cái driver tải về rất là khó khăn. Và vừa rồi đó là tất cả những gì mà mình có thể thu thập được về ERA cho các bạn xem. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào cái con bàn phím này nhé. Ngoài phần giá thành chỉ rơi vào đâu đó là khoảng 1 triệu đồng thì chúng ta còn rất là nhiều cái ưu điểm kèm theo đó. Ví dụ như là switch ở đây là AUMU thì cái này nó chỉ rơi vào đâu đó là khoảng 50 triệu lần bấm thì nó gọi là cũng nhiều rồi đó. Nhưng mà cho mình cái cảm giác phản hồi chưa thực sự là quá tốt. Mình rất là mong chờ một cái phiên bản kế nhiệm của nó sẽ là cái Cherry Switch. Đó là một cái gì đó khá là đỉnh đó. Kế đó thì chúng ta có keycap sử dụng nhựa PPT. Đây là một loại keycap mà có thể nói là chất lượng rất là cao và mình có cảm giác gì đó nó giống với những cái con IKBC cùng với cái màu bây giờ là xám và đen, rất là ngầu đúng không nào? Và chất lượng của nó còn gọi là double shot mà. Đỉnh lắm. Kế đến đó thì chúng ta sẽ có một sợi dây kết nối, nó xoắn giống như kiểu dây điện thoại ngày xưa thế này. Và ở phần đầu của nó thì cũng có mạ vàng, nhìn cũng có vẻ gì đó rất là xịn sò. Tuy nhiên mình cảm thấy cái dây này nó có chút gì đó gọi là hơi ngắn, chắc là để cho nó không bị rối cho nên là nó cố tình làm ngắn như vậy. Ngoài ra thì sợi dây này là loại A2C cho nên mình cảm giác nó giống như một cái bàn phím mà không có dây. Bởi vì cái dây mà A2C nó thường hay dùng để sạc lắm. Nhưng mà đáng tiếc cái này là bàn phím sử dụng dây bắt buộc. Mình hy vọng là sau này sẽ có một bàn sử dụng Bluetooth và nó sẽ tiện lợi hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một cái lớp nhựa có thể đặt lên bàn phím để chống bụi khi nào không sử dụng. Kế đến đó thì chúng ta sẽ có là switch. Thì ở đây có rất là nhiều loại switch nhưng mà với mình á, cá nhân mình thì mình vẫn là người ưu tiên sử dụng red switch hơn. Bởi vì sao? Bởi vì mình rất là thích cái sự tĩnh lặng của nó cho nên ở đây mình cũng sử dụng một cái red switch. Cùng với đó đây là cái kích thước của nó, tức là kích thước rơi vào 81 hay gọi là 80% cũng được. Đây là dành cho những người nào mà ít sử dụng tới cái bàn phím numpad. Hoặc đơn giản hơn thì chúng ta cũng có thể cho nó vào ba lô và đem đi dùng trong rất là nhiều trường hợp, đều là tiện lợi cả. Và đồng thời với đó chúng ta sẽ có một cái build vô cùng là chắc chắn và cũng có thêm hai cái chân để mà chống nó lên. Và như thường lệ, cuối cùng sẽ là cái phần phối tim cho con này. Nhưng mà chắc là các bạn không để ý, cái phần phối tim mình đã để ở đầu video rồi. Mời các bạn tua lại nhé. Cao sao vàng, mì tôm Miliket, nước ngọt Dương Dương, lương khô hai bịch. EK387 phiên bản Pro cực kỳ là xịn sò. Và như vậy mình đã giới thiệu cho các bạn một bàn phím giá đâu đó là khoảng 1 triệu đồng đến từ ERA. Cụ thể hơn đó là EK387, dành cho những bạn nào có sở thích làm anh hùng bàn phím xứ Đông Lào, nhất là vào những cái mùa dịch vô cùng nhạy cảm như thế này. Còn bây giờ nếu các bạn cảm thấy video này hay hãy cho mình một like. Nếu đây là lần đầu đến với GearVN hãy cho bọn mình một subscribe. Xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.